Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ Chủ nhật ngày 2 tháng 7. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những tin tức trên chiến tuyến cũng như sự động quân lực của Ukraine ngày càng rõ rệt trước cuộc tấn công. Đầu tiên là những tin tức cập nhật mới từ khu vực Kherson. Hôm qua, chúng ta đã biết tới video quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa Iskander trên cây cầu Antonovsky. Và đến cuối ngày, hôm qua mình nhận được tin tức từ các phóng viên chiến trường nói rằng sau các đợt tấn công hỏa lực dồn dập của quân đội Nga bằng tên lửa Iskander, bom, pháo kích và cả pháo nhiệt áp, thì giờ đây cây cầu Antonovsky đã bị hư hỏng khá nặng. Như trong video này, chúng ta có thể thấy một phần lớn cây cầu này đã bị phá hủy, và đây lại là phần mà quân đội Ukraine sử dụng để trú ẩn, bảo vệ các lực lượng vượt sông khỏi các cuộc tấn công của hỏa lực Nga. Ngoài ra, nguồn tin phía Nga cũng báo cáo rằng các binh sĩ quân đội Nga đang có mặt tại chiến tuyến này đang yêu cầu được hỗ trợ hỏa lực tối đa, bao gồm cả tấn công tên lửa, để có thể hoàn thành chiến dịch tấn công tái chiếm các khu vực đầu cầu Antonovsky trên phần này của cây cầu. Một số nguồn tin cho biết rằng, trong đêm hôm trước, sau những cuộc tấn công hỏa lực dữ dội, quân đội Nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công trên cây cầu Antonovsky và kết quả là họ đã thành công đẩy được quân Ukraine ra khỏi phần lãnh thổ này và tái chiếm. Hiện tại thì phía bên này sông Dnipro đã không còn lực lượng quân Ukraine nào. Quân Ukraine buộc phải lùi lại hoặc là họ đã bị tiêu diệt hết trên phía bờ sông này. Nhưng một số nguồn tin khác vẫn nói rằng vẫn còn một số đơn vị Ukraine đang ẩn náu trong khu dân cư, trong các tòa nhà, ở dưới tầng hầm ở ven sông và quân đội Nga cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn thành chiến dịch phản kích của mình. Ngoài ra, thông tin từ nguồn tin phía Ukraine đã được quân đội Nga xác nhận là trong trận chiến trên cầu Antonov, quân Ukraine đã thành công đặt bẫy mìn trên toàn bộ phần khu vực này, kéo dài đến tận phần đầu cầu phía bắc Oleski, và phía Ukraine cũng đã đăng tải thêm một đoạn video mới quay lại một cỗ xe bọc thép hạng nhẹ Tinker của quân đội Nga và phải mìn trong khu vực đó và đã bị phá hủy. Như vậy mình có thể nói rằng quân đội Nga sẽ cần một khoảng thời gian nữa để làm sạch khu vực này, bao gồm phá mìn và truy quét nốt các đơn vị của Ukraine còn ẩn náu. Nhưng mình cũng tin chắc rằng sau các đợt tấn công hỏa lực dữ dội và sự tấn công quyết tâm của Nga, họ sẽ kiểm soát lại khu vực này. Ngoài ra mình thấy rằng cuộc chiến ở Ukraine đã thực sự phát triển theo một phương thức tác chiến mới. Trong giai đoạn đầu cuộc chiến, ta thấy có các cuộc pháo kích diễn ra, ta thấy các cuộc tấn công sử dụng lực lượng máy bay không người lái, và rồi đến sự thể hiện của các lực lượng lính xung kích kiểu Stormtrooper như là Wagner. Và hiện tại ta có thể thấy rằng vũ khí chính được sử dụng trong giai đoạn này là các bẫy mìn và phương pháp đặt mìn từ xa. Và có thể giai đoạn này của cuộc chiến sẽ phát triển một số công nghệ rà mìn mới, bởi nếu không có các hoạt động rà mìn thì các cuộc tấn công của cả hai bên sẽ không thể xảy ra. Ngoài ra, theo nhận định của nhiều chuyên gia thì tình hình tại Kherson sau trận lũ vỡ đập cả khộp cả của quân Ukraine đã có được những lợi thế nhất định khi nói đến các hoạt động tấn công phần lãnh thổ Nga đang kiểm soát tại đây, nhất là với các khu vực Oleski và Karasinka. Có thể nói rằng hiện tình hình khá căng thẳng với Nga. Quân đội Nga vừa giải quyết xong các vấn đề trên cây cầu Antonov, bây giờ thì họ chuyển toàn bộ sự chú ý của họ và bắt đầu chiến dịch truy quét ở các đảo, ít nhất là tại các đảo gần với Solensi nhất, bởi họ cần hàng phòng tuyến này. Họ cần ít nhất là đẩy quân Ukraine ra khỏi tuyến các hòn đảo thứ hai trong khu vực này, mà không phải là các hòn đảo trên tuyến đầu. Tiếp theo, hôm qua, nguồn tin phía Nga đăng tải video quay lại cảnh quân đội Nga đang phá hủy một hệ thống pháo trong khu vực Kherson. Hệ thống pháo mà quân Ukraine đang sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quân sự của lực lượng quân Ukraine tại bên cầu Antonov bên phía Ukraine. Đây được coi là một trong những yếu tố quyết định tới việc thành công đẩy lùi quân Ukraine khi quân đội Nga đã hoàn thành được một nhiệm vụ chính sát quan trọng và phá hủy không chỉ một mà là nhiều hệ thống pháo của quân Ukraine trong khu vực Kherson. Chuyển sang các tin tức mới khác, mình đã nhận được một số video từ nguồn tin phía Nga về các cuộc đụng độ xảy ra ở khu vực Luhansk. Nguồn tin phía Nga đã báo cáo rằng quân đội Nga đã thành công phát hiện ra vị trí của một đội lính đặc công của Ukraine trong khu vực Luhansk và Bilohiria. Trong video này thì một máy bay không người lái đã phát hiện được một số binh lính Ukraine, và sau đó quân đội Nga đã bắt đầu ném bom và nã pháo vào những binh lính Ukraine đang trốn trong các tuyến đường rừng này. Sau một quả bom thả từ máy bay không người lái đó, lực lượng quân Ukraine đã bị thiệt hại và buộc phải lùi lại. Và chúng ta thấy rõ ràng UAV đã là vật bất ly thân với các binh sĩ trong tác chiến hiện đại. Chuyển tiếp đến khu vực Bakhmut, hôm qua mình cũng nhận được rất nhiều thông tin cập nhật mới từ phần đầu cầu này. Nguồn tin phía Ukraine đã đăng tải video quay lại cảnh lực lượng quân Ukraine đã thành công băng qua con sông này, và không những vậy, họ còn đã thành công di chuyển được các cỗ xe tăng của họ đến phía bờ sông của quân đội Nga. Trong video, quân Ukraine đang tấn công vào các vị trí của quân đội Nga trên tuyến đường rừng này. Đây là tuyến đường rừng mà lực lượng xe tăng của quân Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công. Vậy tình huống trong video là quân Ukraine đã di chuyển các xe tăng của họ sang phía bên này. Sau đó, họ di chuyển chúng về phía nam qua tuyến đường rừng và đang tấn công vào các vị trí quân đội Nga. Các chiến hào của quân đội Nga dọc theo tuyến đường rừng
nhằm buộc quân đội Nga phải lùi về phía các công sự ở phía tây của khu vực này. Theo như mình được biết, thì đây là một trong những khu vực công sự kiên cố nhất của quân đội Nga trong khu vực Klitschivka. Vậy lực lượng xe tăng của quân Ukraine đã không gặp khó khăn khi di chuyển trên tuyến đường rừng này và tấn công vào các vị trí của quân đội Nga. Và mình đã rất bất ngờ khi quân Ukraine có thể vượt qua được con sông và di chuyển được các cỗ xe tăng của họ nhanh đến vậy. Và giờ thì quân Ukraine đã bắt đầu tấn công vào một trong những công sự và thành trì vững chắc nhất ở khu vực này. Vậy nên tình hình khá nghiêm trọng với quân đội Nga. Bây giờ chúng ta hãy xem lại video một lần nữa. Trong video, quân Ukraine đang tấn công vào các chiến hào của quân đội Nga. Tôi chưa nhận được kết quả của đợt tấn công này, nhưng tôi có một số video dù không thể đưa lên YouTube vì chính sách của YouTube. Nhưng hôm qua đã có những video về các binh sĩ quân đội Nga bị thương và có thể đã bị thiệt mạng trong khu vực này. Không những vậy, tại phần phía Bắc, từ Rostolivka, một nguồn tin đã báo cáo rằng quân Ukraine trong đêm hôm trước đã thực hiện cuộc tấn công từ Rostolivka, tấn công vào các phần phía Nam, và kết quả của cuộc tấn công đó là quân Ukraine phải chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Quân Ukraine đã mất đi một cỗ xe tăng, 3 cỗ xe chiến đấu bộ binh bọc thép và một vài trung đội lính. Nhưng về mặt lãnh thổ, quân Nga đã buộc phải lùi lại và rút lui về các vị trí phòng thủ tốt hơn. Và quân đội Nga cũng đã mất đi khoảng 150 mét chiều dài phần lãnh thổ. Vậy với thông tin đã được xác nhận bởi nguồn tin phía Ukraine, thì trong những ngày trước đó, quân đội Nga đã phải chịu một cuộc tấn công rất dữ dội từ phía Ukraine và quân đội Nga đã mất dần các điểm phòng thủ. Trong khi hiện tại, Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu quan tâm đến những tổn thất và họ lại tập trung được một lượng lớn binh lính, lượng lớn quân lực, lượng lớn các cỗ xe tăng tại đây. Và giờ giới chỉ huy Ukraine sẽ làm tất cả để đạt được mục đích đã đề ra. Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Zelensky đã thừa nhận rằng lực lượng quân Ukraine cần cho ra một kết quả trước ngày 11 và ngày 12 tháng 7, thời điểm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra. Và theo lời ông Zelensky, thì quân Ukraine chắc chắn sẽ cho ra được kết quả. Như vậy, chúng ta có thể tin chắc rằng cuộc tấn công sẽ căng thẳng hơn trong những ngày tới và các cuộc chiến ác liệt sẽ diễn ra trên khắp chiến tuyến. Trong những ngày này, đã có những bước tiến thực sự từ phía quân Ukraine, dù còn hạn chế nhưng đã là tiến bộ rất nhiều so với 4 tuần qua. Tiếp theo, hôm qua mình cũng đã nhận được một tin tức về một lệnh tổng động viên mới của Ukraine. Theo đó, quân Ukraine đã huy động quân lực tại Chernivtsi, tại Lviv và tại Frankiv, Kiev và tại Chernihiv. Và về cơ bản, giới chỉ huy Ukraine đang lên kế hoạch tạo ra quân đoàn khác 100.000 binh sĩ mới hoặc sẽ được huy động thêm. Đây là điều đáng lo ngại với Nga vì quân Ukraine đang không ngừng tấn công, đi đôi với việc không ngừng tăng cường lực lượng để bù đắp thiệt hại. Và nếu Nga không có động thái tăng quân tương tự, thì có khả năng là tình huống vào mùa thu năm 2022 sẽ được lặp lại. Tình huống khi mà quân đội Nga sau các đợt tấn công của Ukraine sẽ tổn hao quân lực trên chiến tuyến khiến lực lượng của họ mỏng đi. Và khi mà quân Ukraine đang mất đi quân lực đáng kể, nhưng Kiev đã tái khôi phục những lực lượng mà họ đã mất thông qua việc thay thế trong quá trình tổng động viên. Đây là tình huống rất đáng chú ý và nó có thể ảnh hưởng tới cục diện chiến trường. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc mọi người một ngày tốt lành.